guys, it's me, I'm Thanh from Ama English, and welcome back to Pronunciation Guide. This video to help you with the consonant pair is F and V sounds. Xin chào mọi người, mình là Thanh đến từ Ama English và chào mừng mọi người quay trở lại với khóa học chuẩn hóa phát âm online của Thanh. Và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang âm thứ hai trong cặp âm F, V. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học âm F. Are you ready? Let's get started. Okay, we're gonna move to the second sound. Watch my mouth carefully and listen with your all attention and try the best to mimic the sounds. Are you clear? So how to pronounce these sounds? Vậy thì chúng ta phát âm cái âm này như thế nào? Mọi người lưu ý cho Thanh, chúng ta sẽ có 3 bước. Cái âm này sẽ tương tự với âm bài trước mà chúng ta đã học. Bởi vì sao? Cách đặt cái khẩu hình miệng của nó giống y hệt nhau. Nó chỉ khác nhau một chỗ, đó là âm V là âm hữu thanh, còn âm F là âm vô thanh. Ok, bước đầu tiên là chúng ta sẽ đặt răng trên và môi dưới. Và cố gắng mình đặt ở phía bên trong nhé. Và đặt hờ thôi ạ. Bước thứ hai là mình sẽ để lưỡi ở vị trí thả lỏng tự nhiên và chạm vào chân răng hàm dưới. Và sau đó mình sẽ ném một luồng hơi và phát âm ra. Lưu ý đây là âm vô thanh. Thế nên là khi mà mình chạm vào phần cổ của mình thì sẽ không cảm thấy rung. Ok, let's try again. Các bạn lưu ý nhé, không rung, không rung. Good job. And now we have to practice with words. Listen carefully and repeat after me. Mọi người lưu ý bây giờ chúng ta sẽ luyện theo từ, cái âm ở trong từ nó như thế nào. Nhưng mà mọi người giúp Thanh là mình cũng như các cái bài trước, mình sẽ bắt đầu phát âm ra như sau. Mình sẽ kéo dài cái âm đó ra một chút, đúng không ạ? Khoảng 3 giây. Khi mà gặp cái âm mà mình đang học, ví dụ hôm nay mình học âm thì mình sẽ gặp cái âm đó ở chỗ nào, mình sẽ đọc cái âm đấy dài hơn, to hơn và kéo dài âm đấy cho khoảng 3 giây giúp Thanh nhé. Ok, listen and repeat after me. Family. Family. Fact. Fact. Before. Before. Office. Office. Off. Of self, self. Good job. Tại sao lại phải viết như vậy? Bởi vì ngày xưa mình đã quen với các lối phát âm cũ rồi. Bây giờ muốn thay đổi, mình phải thay đổi dần dần và từ từ. Mọi người lưu ý, cố gắng thực hiện đúng theo những hướng dẫn mà Thanh chỉ dẫn trong video clip. Thì Thanh đảm bảo với mọi người là sau cái kết thúc khóa học phát âm này, mọi người sẽ có một sự đột phá về khả năng phát âm của mình. Và khi mà các bạn phát âm, nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Ok, từng bước một. Are you clear? Yes. Good job. Repeat to me one more time. Family. Family. Fact. Fact. Before. Before. Office. Office. Of. Of. Self. Self. Good job. And now practice with sentence. Listen carefully and repeat after me. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập vào câu để xem khi mà trong vào câu thì âm được phát âm như thế nào. Và lưu ý giúp Thanh đó là mình khi mà mình gặp âm trong mỗi từ trong câu đó như nào thì mình sẽ cố gắng đọc nó dài hơn như lúc là mình luyện tập đối với chữ nhé. Mọi người lưu ý rất hay. Và mỗi một câu mình sẽ đọc trong khoảng 3 lần. Lần đầu tiên đọc và vẫn cố nhấn mạnh những cái âm được xuất hiện trong từng từ ở trong cái câu đó. Lần thứ hai là mình bắt đầu đọc với tốc độ nhanh hơn và tự nhiên hơn một xíu. Lần thứ ba là mình thêm cái cảm xúc của mình để mình học ngôn ngữ nó hay hơn. Ok, are you ready? Let's get started. The first one. Does the butterfly
fly from the leaf to the flower. Mọi người lưu ý giúp Thanh cái từ leaf. Ở đây mình có dấu hiệu âm ea là dấu hiệu âm y dài, cho nên mình sẽ đọc là y. Ok, mình lưu ý mọi người ghi xuống cho Thanh. Bởi vì khi nếu mà là nguyên âm nó sẽ có rất nhiều dấu hiệu nhận biết, cho nên là mình sẽ gặp ở level thứ hai, cấp độ thứ hai sau khi mà hoàn thành cái cặp về học về phụ âm. Cho nên khi mà Thanh nhắc nhở cái từ nào mọi người lưu ý ghi xuống cho Thanh để mình nhớ dần từ bây giờ. Ok, ea là dấu hiệu của âm y dài, cho nên mình sẽ đọc là leave. Good job. The second time, does a butterfly fly from the leaf to the flower? Bởi vì đây là câu hỏi yes no questions, cho nên mọi người lưu ý sẽ đi lên ở cuối câu, tức là mình sẽ lên giọng ở cuối câu nhé. Okay. Does a butterfly fly from the leaf to the flower? Repeat after me. Does a butterfly fly from the leaf to the flower? Good job. Number two. Can you draw this leaf? À, mình lại gặp lại cái từ này đúng không ạ? Cái âm ea là dấu hiệu y dài, cho nên mình đọc là leaf. Good job. Và đây là câu yes no question, cho nên mình sẽ lên giọng ở cuối câu. Can you draw this leaf? One more time. Can you draw the leaf? Good job. Can you draw this leaf? Okay. Number three. Can you give me a knife, please? Ok, câu này có gì đáng chú ý? Thứ nhất, mình thấy từ knife, đúng không ạ? Khi mà k với n đứng ở đầu từ thì khi đó âm k sẽ bị câm và mình sẽ đọc là, không đọc là knife, mà mình sẽ đọc là knife. E ở cuối từ là âm câm nha mọi người, cho nên mình sẽ không thể xuất hiện âm phát âm E ở đây. Và mình đọc là knife. Rồi, mình cũng gặp một cái dấu hiệu nữa, đó là EA là dấu hiệu của âm Y dài. Vậy thì mình sẽ đọc là please. Please. Good job. Bây giờ câu này là câu yes no question, cho nên nó sẽ đi lên ở cuối câu nha mọi người. One more time. Can you give me a knife, please? Can you give me a knife, please? Can you give me a knife, please? Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang phần dấu hiệu nhận biết của âm ở trong tiếng Anh sẽ là như thế nào nhé. Ở đây Thanh sẽ có 3 dấu hiệu được nhận biết. Thứ nhất, khi mà các bạn thấy xuất hiện chữ F ở trong tiếng Việt, nó đứng ở đầu, giữa hay cuối, thì như vậy đều được phát âm là F ở trong tiếng Anh. Mình sẽ có một số ví dụ sau. Fan, coffee, yes. Number two, thứ hai, nếu mà các bạn thấy xuất hiện âm PH, chữ F ở trong tiếng Việt, thì trong mọi trường hợp thì nó sẽ được phiên âm thành chữ và được đọc thành chữ ở trong tiếng Anh nhá. Ok, mình sẽ có từ fanatic, fanatic, or photo, photo. Good job. Number three, trường hợp thứ ba, đó là nếu mà chữ GH ở cuối một từ thì có thể được đọc là hoặc là không đọc, tức là âm câm. Ok, ví dụ mình có từ laugh, đúng không ạ? Thì cái GH ở đây được phát âm, được phiên âm là và mình đọc là laugh. Good job. Tiếp theo, nếu mà GH đứng ở đầu một từ thì chữ G được đọc, còn chữ H là âm câm. Ví dụ mình hay có từ ghost, ghost, con ma đúng không ạ? Ok, mình sẽ đọc là ghost, ghost. Good job. Great. Now I hope you can pronounce this sound perfectly after watching this video. In the next episode, we will come back and help you with another consonant pairs in English. Thanks for watching. Goodbye.